Anh Nguyễn Hiếu Thiện ở Bến Tre chính là người đã phát hiện và đặt tên cho loại nhãn này là Long Phụng Châu. Cách đây 5 năm, anh bắt đầu phát hiện ra loại nhãn này. Đây là loại nhãn đột biến từ giống nhãn tiêu da bò. Long Phụng Châu có kích thước quả rất lớn, chỉ từ 40 đến 45 quả đã đạt 1 cân. Khi ăn có vị ngọt, cùi dày đến 74% so với trọng lượng quả. Đặc biệt, chúng có một hương vị thơm của nhãn long miền Tây. Sở dĩ loại nhãn này được đặt tên là Long Phụng Châu vì nhãn có mùi thơm giống nhãn long lại phát hiện trên đất của ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Do kích thước quả lớn lại ăn thơm, ngon, mẫu mã đẹp, loại nhãn này vừa được mang đến hội chợ nông sản trưng bày đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đây là lần đầu tiên anh Thiện bày bán ra thị trường những quả nhãn Long Phụng Châu. Anh cho biết giá bán sỉ là 100.000 đồng 1 kg. Loại nhãn này vừa được trưng bày và giới thiệu đã có rất nhiều khách đặt mua. Tuy nhiên năm nay, anh vẫn chưa tập trung vào việc phát triển cây trồng để bán quả, mà vẫn đang chú trọng vào việc mở rộng và nhân giống loại nhãn mới này. Hiện nay, anh Thiện đang trồng nhãn Long Phụng Châu trên diện tích 10.000m2. Trong đó, anh chủ yếu trồng để nhân giống và bán cây giống với giá 120.000 đồng một cây. Anh chỉ để một số lượng rất ít cây ra quả và bán quả. Tính đến thời điểm này, số lượng cây nhãn Long Phụng Châu chưa nhân rộng. Vài năm tới, những người trồng sẽ thu hoạch được quả, lúc này trên thị trường mới xuất hiện nhiều người bán loại nhãn này.